所有十方世界中，三世一切人世子，我以清净身语意，一切遍历尽无余，不现心愿为胜利，不现一切如来界，一生普贤刹尘身，一一遍历刹尘佛，于一城中成殊佛，各处菩萨众会中，无尽法界成已然，身心诸佛皆充满，各一切因生海，普出无尽妙言辞，今于未来一切界，三佛甚深功德海，一诸最胜妙法满，极乐土相继三百，如是最胜庄严具，我以地供养诸如来，最胜衣服，最胜香，我香烧香。Nam mô Sattattha Sogadaya Arahate Sammaya Sambuddhase. Nam mô Sattattha Buddha Koti. Sinisam Nam mô Sattva Buddha Bhuti Sattavete. Nam mô Sattana Sammaya Sambuddha Kotina. Sasera Paka Sanganam Nam mô Luke Arahantanam. Nam mô Suru Tapananam. Nam mô Sakhitri Takaminam. Nam mô Luke Sammaya Katanam. Sammaya Kaparatipatananam. Nam mô Deva Nisina. Nam mô Sitaya Pitiya Tara Nisina. Sepanugraha Sohasara Mathanam. Nam mô Patra Hamani. Nam mô Rindaraya. Nam mô Bhagavate Rudaraya Umabhunti Soheyaya. Nam mô Bhagavate Narayanaya Phunchamaha Samutara. Nam mô Sikhritaya. Nam mô Bhagavate Mahakaraya Tiripatra Nagara Pitara Panakaraya Atimute Simasa Nanibasini Matatrigana. Nam mô Sikhritaya. Nam mô Bhagavate Tathagata Koraya. Nam mô Patthoma Koraya. Nam mô Pachandra Koraya. Nam mô Manipuraya. Nam mô Gacha Koraya. Nam mô Bhagavate Virida Sura Sina Vara Hara Nara Jaya. Tathagataya Namo Bhagavate Namo Amitabhaya Tathagataya Arahate. Sammaya Sambuddhaya Namo Bhagavate Asobhiya Tathagataya Arahate. Sammaya Sambuddhaya Namo Bhagavate Sibhacaya Kuru Phichuriya Parabharacaya Tathagataya Namo Bhagavate Sampu Supita Sattinai Rasichaya Tathagataya Arahate. Sammaya Sambuddhaya Namo Bhagavate Sankeya Munaya Tathagataya Arahate. Sammaya Sambuddhaya Namo Bhagavate Sitathnake Churacaya Tathagataya Arahate. Sammaya Sambuddhaya Tipyo Namo Sathirita Edam Bhagavata Satathagatu Sinisan Satatha Bataklam. Namo Abharasidam Tautrati Dankira Sarapa Utagarahani Garahakikarahani Parapi Tiyya Jadani Akara Mericu Parithatraya Lankiri Parapa Pundarama Musani Sarapa Tashicha Tashifa Pumani Parani Jetura Sitina Garaha Suhasaranyaya Pitapang Sanakiri Asicha Pinse Tina Nasa Satasanya Cha Para Satana Kiri Asijana Mahagarahanya Cha Pita Pangsatna Kiri Sapase Turu Nibaranya Cha Ulam Tashifat Nanchana Seni Pisase Sitatra
Akhitni Udakaranya Chabhasa Sita Kura Mahabhasa Chinchin Mahatipta Mahatija Mahasweta Chabhara Mahabhasa Pundara Bhasini Avijatara Kirikoti Siva Pichaya Pachara Maliti Piseruta Utamaka Pachara Chiho Na Aja Marajipa Pachara Chita Pachara Chinchi Piseraja Sita Sebedeva Pusita Suma Rupa Mahasweta Ariyatara Mahabhara Pachara Pachara Sankhita Bacheva Pachara Kumari Kulantari Pachara Hosataja Api Vipiyakhin Jena Marika Kwasumu Bakhira Tana Pero Jana Kuriya Yaratho Sinis Natsam Vichi Lamba Manicha Pachara Kana Kabaraba Rojana Pachara Tanjicha Suetaja Kamara Sasasi Baraba Etejite Utara Kitna Sobera Sam Kwasantu Intona Mamase Phuhum Rishi Kitna Bara Sishita Satatha Gatu Sinisa Phuhum Turu Om Chimbana Phuhum Turu Om Siddhambana Phuhum Turu Om Bara Siddhiya Sampaswa Nakhira Phuhum Turu Om Sapayasa Hara Sasa Gurahanya Jam Vitang Pasat Nakhira Phuhum Turu Om Jetura Siti Nam Guraha Sahasara Nam Vitang Pasat Nara Huhum Turu Om Raswa Bhagava Satatha Gatu Sinisa Bharati Jakiri Maha Sohasara Kutsusa Hasara Sirisa Koti Sohasani Tile Api Disi Bara Ta Jaja Angka Mahabhat Jarutara Tiri Bobana Mantara Huhum Sasiti Bobatu Mama Intona Mama Se Raja Baya Chura Patya Achini Baya Udaka Baya Pisa Baya Sesat Tara Baya Barajukhira Baya Tashiswa Baya Aseni Baya Akaramari Chubaya Darani Pumikin Bhagavata Baya Uraka Badabaya Raja Thanda Baya Naga Baya Pithiutak Baya Sobarana Baya Yaswa Garaha Raswasi Garaha Perita Garaha Pisaja Garaha Buta Garaha Bubanda Garaha Butana Garaha Kaca Butana Garaha Sikhintu Garaha Apasi Mara Garaha Uthamata Garaha Taja Garaha Heripati Garaha Setaha Rinam Hitbaha Rinam Duti Raha Rinam Mansaha Rinam Mintaha Rinam Bajaha Rinam Jataha Rinu Sipitaha Rinam Pitaha Rinam Badaha Rinam Asujaha Rinam Rinu Sitaha Rinu Tisamsat Tisamsat Pagaraha Nam Piraja Jasana Jami Kera Jami Paripara Jika Kavita Miraja Jasana Jami Kera Jami Jajami Kavita Miraja Jasana Jami Kera Jami Mahapatsu Patatya Durara Kavita Miraja Jasana Jami Kera Jami Naraja Na Kavita Miraja Jasana Jami Kera Jami Tatoa Garuda Si Kavita Miraja Jasana Jami Kera Jami Mahara Kara Matasri Gana Karitam Biraja Jasana Jami Kera Jami Dabarika Karitam Biraja Jasana Jami Kera Jami Jaya Kira Matu Kira Sarva Ratha Ta Satatna Karitam Biraja Jasana Jami Kera Jami Yujatra Bakini Karitam Biraja Jasana Jami Kera Jami Bipiri Jankarichi Nanda Ke Saragan Napunti Sakhaya Katitam Vidaya Jasana Yami Kera Yami
Nakhitna Sarabana Karita Bidayaja Sana Yami Kerayami Arahan Karita Bidayaja Sana Yami Kerayami Bita Raga Karita Bidayaja Sana Yami Kerayami Pachara Pami Kuheya Kuheya Kari Pati Karita Bidayaja Sana Yami Kerayami Rasoman Bhagava Hona Mamase Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Bhagava Sitata Patara Kukute Asita Narachika Bharava Situcha Vika Satata Bhat Diri Sapatra Sapatra Dara Dara Vandara Vandara Sanda Sanda Kuhum Kuhum Phunja 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 Phụng cha phụng cha so ha he he phụng amo ca ya phụng apara de hata phụng bara bara ta phụng asura pi tara pa ca phụng sava de sava naga pi phụng sava yasa pi phụng sava ganda va pi phụng sava putana pi phụng vaca putana pi phụng sava tat lang chi ti pi phụng sava tat si pi lai gasi ti phụng sava sava lai Tattva apa simolai bifun sattva se rabana bifun Tattva tite ke bifun sattva tatmata ke bifun sattva pita Yarasi chalai bifun Yaya khitra matu khitra sattva rabha Dada ke bifun Piti Yaya chalai bifun Yaitu ra Patini bifun Pachara kumari Pita ya Rasi Bhikkhum Mahabhara Tinyang Swaki Ri Bhikkhum Pachara Sankhitraya Vara Chankira Jaya Phun Mahakaraya Mahamutari Kana Namo Naku Sakhitri Taya Phun Isi Afi Jai Phun Pura Hamot Jai Phun Akit Jai Phun Mahakitri Jai Phun Khitra Thanchi Jai Phun Vitatri Jai Phun Rutatri Jai Phun Ya Manda Yai Phu Sipla Ra Tatri Yai Phu Ya Phu Ri Yai Phu Ati Mu Chit Ta Kasi Masana Basuni Yai Phu In Khit Chit Sato Vase Mama In Tho Na Mama Se Tasi Cha Chit Ta Amut Tatri Chit Ta Uja Barahara Yabahara Rotirahara Basahara Machahara Chatahara Tipitahara Patrachyahara Kintahara Uptipahara Korahara Basehara Pumpachitta Tasicha Chitta Lutara Chitta Yasagaraha Rasas Sagaraha Peletakaraha Visachagaraha Puttagaraha Kupadagaraha Tikhintagaraha Uptatmatagaraha Seje Garaha Apa Sat Mara Garaha Chathu Ka Dakini Garaha Riputi Garaha Jamika Garaha Sakuni Garaha Mutara Nanti Ka Garaha Anampa Garaha Kintu Bani Garaha Safatra Inka Heka Kiti Yaka Tat Bepi Yaka Cheta Thakka Nide Safatra Bisama Safatra Bodhika Pitika Chitne Simika Sanipuntika Sattva Sattvatra Chitra Upkite Buddha Pitta Rukhe Kim Ai Rukhe Mukhu Rukhe Kitre Tattro Kim Pitraha Kitlam Pitta Sulam Tata Sulam Kariya Sulam Matma Sulam Patri Siva Sulam Vilaksija Sulam Uttara Sulam Hichi Sulam, Pasiti Sulam, Uru Sulam, Anka Sulam, Sita Sulam, Patta Sulam, Safa Anka, Patra, Jankha Sulam, Utabi Tada Dakini Sambara, Tata Ruka, Kinchat Rukiti, Balu Tabi, Tata Rula Hanka, Susa Tatra, Sarana Kitra, Bisa Yuka Akini Utaka Madra Vira Intara Aka
ta mi ri chán thanh ca ti cha pi ri si chi ca sát va na hu ra ti yan ga pi ti ra ri ya sa ta ra so ma ra ti ke ti sam sa bi san ti ta ta ra ma ha pa cha ro si ni sam ma ha pa ra chan ki la ya pa ta da sa yu cha na ti lan Titan Lina Vidaya Bandam Karumi Tisu Bandam Karumi Rapida Bandam Karumi Adiya Ha Aom Anat Visa De Vira Bhakya Radari Bunda Bunda Ni Bhakya Ha Chum Kuhum Turu Sopa Chúng con xin đổi ơn, các ngài. Con xin cảm ơn, xin biết ơn, biết ơn. Chúng con đang ở nơi đây là những con người nhỏ bé, là những người trần mắt thịt nơi đây. Chúng con đang trong hành trình tu tập để được tỉnh thức. Chúng con đang trong hành trình tu tập để được kết nối, kết nối với các ngài đại giác, kết nối với cha vũ trụ, kết nối với mẹ trái đất. Chúng con đang trong hành trình thú vị và tuyệt vời này. Chúng con đổi ơn các ngài, xin các ngài hãy đến nơi đây để truyền năng lượng đến cho chúng con, kết nối với chúng con, truyền năng lượng yêu thương, trí tuệ, từ bi vô lượng của các ngài đến cho chúng con. Chúng con đổi ơn các ngài vô cùng. Chúng con đổi ơn các ngài đã yêu thương chúng con, từ bi vô lượng, luôn khoan dung rộng lượng đón nhận chúng con. Chúng con đổi ơn các ngài đã cho phép chúng con được nương nhờ và công đức phước đức vô lượng của các ngài. Phước đức và công đức của các ngài là vô biên vô lực, rộng lớn như vũ trụ bao la này. Và các ngài cho phép chúng con được nương tựa vào công đức vô tận vô biên này để chúng con được mạnh mẽ lên, để chúng con được khỏe mạnh lên, để chúng con được giàu sang hơn, để chúng con được thịnh vượng hơn. Chúng con có trí tuệ sáng suốt, minh triết minh tạng. Chúng con đổi ơn các ngài vô cùng. Đổi ơn các ngài đã luôn yêu thương vô điều kiện, yêu thương chúng con vô điều kiện, luôn đón nhận chúng con vô điều kiện, luôn đón nhận chúng con vô điều kiện. Các ngài không bao giờ hỏi, không bao giờ yêu cầu chúng con điều gì, không bao giờ yêu cầu chúng con cúng tiền bạc tài sản vật chất cho các ngài, không bao giờ. Các ngài không bao giờ yêu cầu xây chùa lớn chùa nhỏ, không bao giờ. Không bao giờ yêu cầu đúc tượng to tượng nhỏ, không bao giờ. Các ngài luôn ở đây để giúp chúng con, miễn là trong tâm của chúng con có các ngài, để các ngài dẫn dắt chúng con với công đức phước đức vô lượng của các ngài, dẫn dắt chúng con đi đến sự tỉnh thức, sự giác ngộ, sự sáng suốt minh bạch, minh triết. Chúng
Ngài chỉ bạn như vậy. Chỉ đang dẫn dắt chúng con như vậy. Chúng con đội ơn Cha Thượng Đế, đội ơn Cha Vũ Trụ. Chúng con đội ơn Mẹ Trái Đất, đội ơn Mẹ Duy Trì Phật Hội. Các mẹ luôn mong muốn chúng con được hạnh phúc, được giàu có, được thịnh vượng, được khỏe mạnh xinh đẹp, được thông minh trí tuệ. Cha mẹ luôn mong muốn điều này ở chúng con. Ngoài ra cha mẹ không muốn một điều gì, không muốn một điều gì, không muốn các con uống lại, không muốn chúng con phải cung phụng, phải cúng tiền bạc. Không yêu cầu chúng con một điều gì, mà tất cả những điều cha mẹ vũ trụ, mẹ trái đất muốn, đó là muốn cho con được thông minh trí tuệ. Muốn cho các con được giàu có, thịnh vượng, mẹ duy trì Phật mẫu luôn ở đây, luôn muốn cho chúng con được giàu có, thịnh vượng, đủ đầy tất cả chúng con, san sẻ cho nhau để được giàu có, thịnh vượng. Vì bản chất là mẹ rất rất giàu, mẹ trái đất rất 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 giàu có, chu cấp đầy đủ cho 8 tỷ con người, dư sức để chu cấp cho 8 tỷ con người. 8 tỷ con người giàu có vô cùng, cộng thêm năng lượng của cha vũ trụ nữa, thì chúng con giàu có vô cùng vô biên. Năng lượng của cha vũ trụ đổ xuống là tiền bạc vô biên vô tận, tiền bạc tài sản vô biên vô tận. Là đúng ra chúng con, mỗi một con người là giàu có vô cùng, giàu có vô cùng. Nhưng vì lòng tham, ai cũng muốn vơ vét riêng cho mình. Vì lòng tham, ai cũng muốn tư lợi riêng cho mình. Nên đã xảy ra sự giàu nghèo bất cân xứng. Vì lòng tham, mà nơi thì quá dư thừa, thừa mứa. Nơi thì nghèo, đói và chết đói. Vì lòng tham và vô minh mà chúng con khao khát cạn kiệt trái đất này.
cái đất này như có hàng tỷ, có 8 tỷ con người, nhưng vì lòng tham mà chúng con đã khai thác để cho cạn kiệt. Và mẹ trái đất đang sức cùng lực kiệt với đàn con và mẹ trái đất vẫn yêu thương chúng con, vẫn yêu thương chúng con được tỉnh thức đón nhận năng lượng từ gia vũ trụ để làm giàu cho bản thân và làm giàu cho những người xung quanh. Từ đó chúng con không còn quá tham lam vô độ để bớt đào bới vào trong lòng đất này. Để mẹ trái đất được chữa lành. Mẹ trái đất được chữa lành. Mẹ trái đất đang đau, đang đau và đau khổ, đau về thể chất và đau khổ cả linh hồn này, đau vô cùng. Vì chúng con vốn giàu có, vì chúng ta vốn giàu có, vì mẹ trái đất và cha vũ trụ vốn giàu có. Nhưng các con lại vô minh, và tự tay phá hủy chính ngôi nhà của mình. Chúng con cần phải tỉnh thức, tỉnh thức để có cái nhìn toàn kiến, nhìn thấu suốt, hiểu bản chất của sự việc, thông suốt hơn, toàn tri hơn. Các con hãy nhìn ra ngoài vũ trụ, đừng cắm mặt xuống đất nữa, hãy nhìn lên ra vũ trụ. Vũ trụ quá lớn, quá rộng, vô biên. Trái đất này chỉ là một hạt bụi thôi, chỉ là một hạt bụi treo trong vũ trụ này thôi. Đâu cần phải giành nhau, đâu cần phải giành giật nhau. Từng bước buông ra, đón nhận năng lượng từ đó,
đón nhận năng lượng từ vũ trụ để cho con sự thông minh, sáng tạo, minh triết, trí tuệ và rất giàu, rất giàu, rất rất giàu. Con phải buông cái hạt bụi này ra. Trên vũ trụ đón nhận năng lượng vũ trụ, con còn rất rất giàu. Vô thượng hư không chiêu trì Phật mẫu đại từ tôn. Nam mô vô thượng hư không chiêu trì Phật mẫu địa cầu Phật mẫu đại từ tôn. Chúng con đổi ơn, đổi ơn, đổi ơn mẹ vô cùng. Chúng con đổi ơn, đổi ơn mẹ. Chúng con đổi ơn, đổi ơn mẹ. Chúng con biết ơn, biết ơn mẹ. Chúng con biết ơn, biết ơn mẹ. Chúng con hiểu rồi. Chúng con hiểu rồi. Chúng con yêu thương mẹ. Chúng con yêu thương ngôi nhà này. Chúng con yêu thương mảnh đất này. Chúng con yêu thương đại đất này. Chúng con yêu thương đất này. Chúng con yêu thương mẹ trái đất. Chúng con sẽ cùng nhau bảo vệ cho mẹ. Chúng con sẽ cùng nhau tỉnh thức. Tỉnh thức, sáng suốt, trí tuệ để trở nên giàu có, trở nên giàu có thịnh vượng và giúp cho rất nhiều người. Và chúng con cùng bảo vệ cái đất này. Chúng con đổi ơn mẹ. Chúng con đổi ơn mẹ. Chúng con đổi ơn mẹ vô cùng. Chúng con đổi ơn mẹ. Cha vũ trụ. Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh vĩ đại, là vua trong các loại kinh, với nội dung siêu việt, tuyệt luân vị, đáng lễ, nguy nga, thể hiện pháp thân tư tưởng và tâm nguyện của Phật. Phật chúng phá
身心诸佛皆充满，可以一切依深海，破除无尽妙言辞，今与未来一切皆赞佛深深功德海，一诸最深妙花满，即月图像即三盖，如是最深庄严具，我以供养诸如来，最深衣服最深香，我向烧香与灯烛，一切如妙高具，我悉供养诸如来，我以广大圣洁心身心一切三世佛，悉以普贤行愿力普遍供养诸如来，我悉所造诸恶业皆由无始贪嗔痴，从生于一时所生一切我尽皆忏悔，十方一切诸众生而成有玄机无玄，一切如来trình bày vạn pháp do tâm sanh, vạn pháp di tâm tạo, nghĩa là tất cả mọi vật hiện tượng ở bên ngoài xuất hiện là có nguồn gốc từ tâm, nghĩa là từ những suy nghĩ, từ trong tâm thức. Là đã có từ trong tâm thức, từ trong tâm hồn sinh ra. Tâm là một thực thể của vạn pháp. Nghĩa là bên trong sẽ phản ánh bên ngoài. Bên ngoài phản ánh bên trong. Bên trong tâm hồn phản ánh cảnh vật sự việc bên ngoài. Và bên ngoài cảnh vật sự việc bên ngoài đều phản ánh ra từ bên trong tâm. Tâm vọng thì vạn pháp loạt hiện sai biệt, hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có, cái kia có, và ngược lại như lưới đế châu. Nghĩa là tâm này vọng động, tâm này có những thay đổi, trong tâm hồn có những sự thay đổi, thì vạn pháp là mọi sự việc sự vật bên ngoài, mọi sinh hoạt sẽ hiện ra khác biệt, sai biệt, hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, là nhiều nhiều hình ảnh sẽ xuất hiện, nhiều nhiều cảnh vật xuất hiện, nhiều nhiều tình tiết và tình huống xuất hiện.
từ do tâm này sinh ra, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng điệp điệp là nhiều 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 vô số kể. Duyên khởi là rất nhiều duyên, rất nhiều sự gặp gỡ, rất nhiều những tình huống trước mắt được tạo ra. Người này đến và người kia đi, khách hàng đến rồi khách hàng đi, đối tác đến đối tác đi, nhân viên đến nhân viên đi, bạn bè đến bạn bè đi, gia đình người thân đến rồi lại đi, tất cả là trùng trùng duyên khởi. Cái này có, cái kia có và ngược lại. Xuất hiện người này thì sẽ xuất hiện người kia. Người này đi thì người kia cũng đi. Trùng trùng điệp điệp, mọi cái liên quan với nhau. Xuất hiện việc này thì sẽ tiếp tục xuất hiện việc kia. Tâm trơn, tâm trơn thì chỉ khác giới tâm. Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể. Nhưng là tâm này chân thật, tâm này trống không, hoặc tâm vô ngã. Tâm này hồn nhiên, vô tư, là tâm chân. Thì pháp giới tánh với tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể, là mọi pháp mọi việc xảy ra cũng chỉ là một. Vạn pháp, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ việc xảy ra đều đồng nhất, đều đồng nhất. Tâm thanh tịnh thì thấu đạt suốt thông pháp giới vô ngại. Khi tâm thanh tịnh là chúng ta đang luyện tập thiền, đang là tâm tĩnh lặng, rộng lặng, thì thấu đạt chân lý Phật tánh. Khi tâm rộng lặng đạt được cái sự thật, nhìn ra được sự thật, nhìn ra được chân lý, đó là sự thật và sự thật của Phật tánh.
Đó chính là trí tuệ của vũ trụ. Phật tánh, trí tuệ vũ trụ, suốt thông pháp giới vô ngại. Với trí tuệ của vũ trụ thì thông suốt tất cả các sự vật, sự việc, mọi chuyển biến xảy ra thì đều thông suốt, không có gì ngại ngần nữa cả. Mọi việc hiện tượng xảy ra trước mắt đều thông suốt, không gì là lo ngại, không gì là sợ hãi nữa cả, vô ngại. Thể nhập bất tư nghì giải thoát hẳn ngôn. Đó là tâm này đã được nhập vào với cái cửa giải thoát rồi, đã gặp giải thoát hẳn ngôn rồi. Tâm này thanh tịnh là gặp được chân lý rồi, gặp được Phật tánh rồi, là cơ thể này là đã nhập được vào cái cửa giải thoát rồi, và giải thoát ngay tại đây, ngay tại nơi này, ngay tại cuộc sống này. Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấu rõ cội nguồn của xuân la vạn tượng, do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên hình thành. Các pháp hiện thành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong gương, như trăng trong nước. Nghĩa là tất cả mọi sự vật hiện tượng xảy ra hình thành như vậy, rồi mọi vọng tưởng là đã hình thành ra trong vũ trụ, không chỉ là trước mặt chúng ta thôi, mà trong vũ trụ. Trong vũ trụ các pháp cũng hiện hành, trong vũ trụ do từ tâm người mà ra, từ tâm của bạn, của tôi mà ra, như hoa trong gương, như trăng trong nước, phản ánh tất cả. Trong tâm của chúng ta có gì thì bên ngoài đều được phản ánh điều đó. Nghĩa là trong tâm của chúng ta thanh tịnh, bình an, hạnh phúc, thì bên ngoài cũng vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Trong tâm có sự giàu có thịnh vượng thì bên ngoài sẽ xuất hiện sự giàu có thịnh vượng. Tất cả vạn pháp trong pháp giới đều từ tâm sanh. Như
tất cả đều từ tâm mà sinh ra. Nên việc của chúng ta là phải chủ động với tâm của mình, chỉ cần thanh tịnh. Và điều này phản ánh cả trên cả dưới, là phản ánh ra vũ trụ. Khi tâm của chúng ta đều ổn thì cả vũ trụ đều ổn, và phản ánh lên mẹ trái đất. Khi tâm của người ổn, mẹ trái đất sẽ ổn. Tâm trùng khắp cả pháp giới, đúng như vậy, tâm sẽ trùng khắp. Khi trong tâm có tình yêu thương thì sẽ trùng khắp cả thế giới này là tình yêu thương. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt cải. Đúng như vậy. Cả vũ trụ này có thể chỉ nằm gọn trong một hạt cải thôi. Nó có thể nhỏ bé như vậy đó. Nhỏ bé. Và ngược lại, hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Nghĩa là một hạt cải cũng có thể lớn vĩ đại để mà thu được tất cả vũ trụ, tất cả mọi sự vật hiện tượng con người thu vào trong một hạt cải. Thể tánh của tâm nhiếp thâu tất cả. Đúng như vậy. Bản chất của tâm, bản chất đúng của tâm, bản chất đúng, bản chất trong suốt của tâm có thể thâu tất cả mọi pháp, mọi hiện tượng, mọi sự vật trong thế giới này vào trong tâm, thâu tất cả mọi pháp. Tất cả là một, một là tất cả. Như vậy tâm này là vũ trụ, và vũ trụ này cũng có thể nằm gọn ở trong tâm này. Và tâm là vũ trụ, và vũ trụ cũng chính là tâm. Và tâm cũng là bộ não này. Bộ não này cũng là tâm. Và tâm là vũ trụ, bộ não này cũng là vũ trụ. Và vũ trụ cũng là bộ não này, cũng như vậy với cơ thể này. Cơ thể này cũng là vũ trụ, vũ trụ cũng nằm gọn ở trong cơ thể này. Và bạn là tôi, tôi cũng là bạn. Chúng ta đồng nhất thể, chúng ta là một, tất cả chúng ta là một. Bạn và tôi và chúng ta
đều là một. Khi chúng ta là vũ trụ, chúng ta là một, một với vũ trụ, và tôi và bạn đều là một. Và một này là tất cả. Một này là tất cả. Đó là bản tánh vô ngại của tâm. Không có gì ngăn ngại tâm được cả. Bản tánh chân thật của tâm là không gì ngăn ngại được cả. Bản chất của tâm là trong sáng. Đó là bản tánh trong suốt, hồn nhiên, yêu thương. Bản tánh chân tâm suốt thâu vạn pháp, hữu tình và vô tình, là bản tánh của tâm chân thật, là có thể thâu suốt tất cả các pháp, hữu tình và vô tình. Là sống động hay hữu tình và vô tình, lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng, toàn thể các pháp giới làm lượng, lấy xứ tánh bất tư nghị vô ngại giải thoát lặng lẽ. Là lấy tánh bất tư nghị vô ngại giải thoát. Chúng ta đã giải thoát ngay từ bây giờ làm thể. Đó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm. Vào tư thế thiền định, tĩnh lặng thoải mái, thư giãn, thư giãn thoải mái. Hít thở thư giãn, hãy để lại một chút đầu thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh và thoải mái. Thư giãn, hít thở, hít thở thoải mái, thư giãn. Tập trung vào hơi, tất cả thế giới trong mười ba đời hết thảy Phật Như Lai, con với thanh tịnh thanh ngữ, phổ hiền hạnh nguyện sức uy thần, hiện khắp tất cả trước Như Lai. Một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lễ khắp sát trần Phật, trong một vi trần trần số Phật, Bồ Tát chúng hội trong mỗi Phật,
vô tận Phật giới cũng như thế. Thâm tín chư Phật dày kiến sắc, con dùng tất cả biển âm thanh phát ra vô tận diệu ngôn từ, đến hết vị lai tất cả kiến tán Phật thâm sâu công đức hải, dùng các vòng hoa diệu tới thăm, âm nhạc hương thơm cùng lộng che, thù thắng trang nghiêm vật thế, con dân cũng dường chư như y phục tuyệt đẹp hương quý hiếm, hương rộ hương đốt với đèn sáng, mọi thứ tích tụ như tu duyên, con hãy cũng dịp con dùng quảng đại thắng giải tâm, tin sâu ba đời tất cả Phật, hương vào phổ hiền sức hạnh nguyện, cúng dường biến khắp hư như lai. Phổ xưa con tạo bao nghiệp ác, đều do vô thủy tham sân si, từ thân tự ý hết thảy con nay xin sám hối. Tất cả chúng sanh trong mười phương, vừa hữu học cùng vô học, hết thảy Như Lai và Bồ Tát, con xin tùy hỷ công đức này. Mười phương tất cả thế gian đang thành tựu Phật đạo tối sơ, con nay thảy đều xin khuyến thỉnh, lâm chuyển vô thủ diệu pháp luân. Nếu có chư Phật muốn diệt độ, con sẽ chí thành khuyến thỉnh, kính mong trụ lâu sám trần kiếp, lợi lạc hết thảy các chúng sanh. Lễ kính xưng tán cúng dường Phật, thỉnh Phật độ thế chuyển pháp luân, sám hối tùy hỷ lành lành, hồi hướng chúng sanh và đạo Phật. Con nguyện theo học tất cả Phật, tu tập viên mãn hạnh khổ hiền, cúng dường quá khứ chư Như Lai cùng với hiện tại mười phương Phật, hết thảy vị lai thiên nhân sư, tất cả ý vui đều duyên. Con nguyện theo học Phật ba đời, mau chứng thành tựu đại viên giác. Tất cả thế giới trong mười phương, rộng lớn thanh tịnh diệu trang nghiêm, chúng hội vi nhiễu chư Như Lai, ở tại dưới cội đạo thụ vương. Con nguyện chúng sanh khắp mười phương, lìa khỏi hoạn nạn thường an lạc, có được chánh pháp lợi ích sâu, diệt tận nguồn gốc phiền não sầu. Lúc con tu hành đạo Bồ Tát, đắc túc mạng thông ở mọi nơi, được xuất gia tu tịnh giới, vô cấu vô lậu chẳng phạm sai. Trời rộng diệt tập quỷ ốm hình, cho đến hàng người và thiên, hết thảy ngôn ngữ của chúng sanh, con dùng mọi tiếng thuyết pháp lành. Phát đến bờ kia tu thân tịnh, đạo tâm vô thượng không quên mất, diệt trừ tận gốc tham sân si, tất cả diệu hạnh đều thành tựu. Nghiệp chướng si mê với cảnh ma, ở trong thế gian được giải thoát, ví như hoa sen chẳng chạy nước, cũng như nhật nguyệt chẳng trụ không. Diệt trừ tất cả đường ác khổ, ban vui hết thảy các chúng sanh, thiết trải tất như vi trần, lợi ích mười phương vô cùng tận. Con thường tùy thuận các chúng sanh,
đến hết vị lai tất cả kiếp, luôn vô khổ hiền quảng đại hạnh, viên mãn vô thượng đại viên giác. Nguyện ai cùng con đồng tu hành, mọi nơi mọi chốn đồng hội họp, thân ngữ ý nghiệp đồng như nhau, hết thảy hạnh nguyện đồng tu học. Chư thiện tri thức chỉ dẫn con, vì con hiển thị hạnh phổ hiền, thường nguyện cùng con đồng hội họp, tâm sanh hoan hỷ luôn với con. Nguyện thường diễn biến chư Như Lai cùng các Phật tử ghi nhiễu ngài, con đều vui mừng rộng cúng dường, tận kiếp vị lai không chán mỏi. Nguyện trì chư Phật pháp vi diệu, sáng soi tất cả đạo hạnh màu, cứu cánh thanh tịnh đạo phổ hiền, tận kiếp vị lai thường tu tập. Con sẽ ở trong tất cả cõi, thiên tu phước trí hằng luôn tại, định tuệ phương tiện cùng giải thoát, sẽ được vô tận tạng công đức. Di trần quốc độ trong một trần, trong mỗi quốc độ vô Phật, con thấy mỗi Phật ở chúng hội thường luôn nói đạo hạnh màu. Tận khắp mười phương biển quốc độ, trên mỗi đầu lông biển ba đời, biển Phật cùng với biển quốc độ, con đều tu hành suốt biển kiếp. Lời nói Như Lai thảy thanh tịnh, từ gồm cả biển âm thanh, tùy ý chúng sanh biến muốn nghe, nhất nhất lưu Phật biển biển tài. Ba đời tất cả chư Như Lai, vô tận ngôn từ biển âm thanh, luôn chuyển nghĩa thú diệu pháp môn, bằng trí lực thâm con vào khắc, có thể vào sâu đến vị lai, tận hết thảy kiếp chỉ một niệm. Có bao nhiêu kiếp trong ba đời, bằng với một niệm con vào hết. Con trong một niệm thấy tất cả, chư Phật Như Lai tận ba đời, cũng thường vào trong Phật cảnh giới, như huyện giải thoát cùng vi lực. Trên một đầu lông cực vi nhỏ, xuất hiện ba đời trang nghiêm sát, mười phương trần sát trên đầu lông, con đều vào sâu tịnh trang nghiêm. Hết thảy vị lai chiếu thế đăng, thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh, viên mãn Phật sự hiện tịch diệt, con đều đi tới để thanh tịnh. Một nhân trùng khắp sức thần thông, phổ môn vào khắp sức đại thừa, trí hạnh rộng tu sức công đức, uy thần phủ khắp sức đại từ, biến tịnh trang nghiêm sức thắng phức, không chấp không nương sức trí tuệ, định tuệ phương tiện sức uy thần, khéo rộng tích tập sức tuệ giác, thanh tịnh tất cả sức nghiệp lành, diệt trừ tất cả sức phiền não, hàng phục tất cả sức chúng ma, viên mãn phổ hiền sức các hạnh, khéo rộng nghiêm tịnh biển quốc độ, giải thoát hết thảy biển chúng sanh, có thể phân biệt biển các pháp, khéo vào thâm sâu biển trí tuệ, khéo rộng thanh tịnh biển các hạnh, viên mãn tất cả biển các nguyện, thân cận cúng dường biển chư Phật, tu hành không mệt suốt biển.
ba đời hết thảy chư Như Lai, tất cả hạnh nguyện đạo tối thắng, con đều cúng dường tu viên mãn, dùng hạnh phổ hiền mà chứng ngộ. Tất cả Như Lai có trưởng tử, Ngài là phổ hiền tôn, con nay hồi hướng mọi căn bản, nguyện các trí hạnh đồng như Ngài. Nguyện thân ngữ ý luôn thanh tịnh, thật độ các hạnh cũng như vậy, trí tuệ như thế gọi phổ hiền. Nguyện con với Ngài đều đồng nhau, thanh tịnh hoàn mãn hạnh phổ hiền, văn thù sư lợi đại thệ nguyện, viên mãn hạnh ấy chẳng thiếu sót, đến hết vị lai không mệt mỏi. Con quyết tu hành chẳng hạn lượng, vô lượng công đức sẽ có được, trong vô lượng hạnh con án trụ, liễu đạt hết thảy sức thành thông. Trí tuệ dũng mãnh tư văn thù, phổ hiền tuệ hạnh cũng như vậy, con nay hồi hướng mọi căn lành, nguyện theo các ngài thường tu học. Chư Phật ba đời đều xưng tán, đại nguyện như thế là tối thắng, con nay hồi hướng mọi căn lành, để được phổ hiền phù thắng hạnh. Nguyện con khi gần sắp mạng chung, đương diện kiến Đức Phật vô lượng thọ, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Khi đã vãng sanh cõi nước thiên, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, tất cả viên mãn không thiếu sót, lợi lạc hết thảy các chúng sanh. Chúng hội Phật kia đều thanh tịnh, hoa sen phù thắng con mắt, tự thấy Như Lai vô lượng quang, hiện tiền họ ký sẽ thành Phật. Khi được Như Lai họ ký rồi, hóa thân vô số trăm ngàn ức, trí lực quảng đại khắp mười phương, rộng lợi hết thảy các chúng sanh. Cho dù hư không thế giới tận, chúng sanh cùng nghiệp phiền não tận, tất cả những tư thế chẳng cùng tận, lời nguyện con đến cũng không tận. Hết thảy mười phương vô biên cõi, trân bảo trang nghiêm dân Như Lai, an vui tối thắng thí trời người, trải qua tất cả vi trần kiếp. Nguyện vương thù của thắng nếu có ai, nghe qua một lần mà sắc tín, vì cầu thắng đạo tâm khác ngưỡng, được thắng công đức hơn người kia, sẽ luôn xa lìa kẻ xấu ác, vĩnh biệt tất cả mọi đường ác, mau thấy Như Lai vô lượng quang, đầy đủ phở phủ phổ hiền, tối thắng nguyện. Người này khéo được thắng thọ mạng, người này khéo sanh trong hàng người, người này không lâu sẽ thành tựu phổ hiền Bồ Tát đại hạnh nguyện. Lúc xưa do bởi quân tuệ tạo nghiệp cực ác năm vô gián, tri tụng phổ hiền đại nguyện vương, với chỉ một niệm liền diệt trừ tộc tánh chủng loại cùng dung sắc, tướng hảo trí tuệ đều viên mãn, chúng ma ngoại đạo chẳng thể nghĩ, xứng thọ cúng dường của ba cõi. Mau về ngồi dưới cội đạo, hàng phục ma quân chúng ma binh, thành đẳng chánh giác chuyện pháp luân,
rộng lời hết thảy các hữu tình. Phổ hiền hạnh nguyện nếu có người thọ trì đọc tụng cùng diễn nói, quả báo duy Phật mới biết rõ, họ sẽ nhất định thành Phật đạo. Nếu ai trì tụng phổ hiền nguyện, con nói dù chỉ chút thiện căn, hãy điều viên mãn trong một niệm, thành tựu chúng sanh thân tịnh nguyện. Phổ hiền thành nguyện thù thắng thay, vô biên thắng phước xin hồi hướng, quyền khắp chìm đắm các chúng sanh, mau về cõi Phật vô lượng quang. Phát nguyện vương ấy là tối thắng, lợi ích vô biên các chúng sanh, viên mãn phổ hiền hạnh nguyện lực, tam ác đạo chúng tận giải thoát. Tận giải thoát. Hãy thân tịnh, tĩnh lặng. Thân tịnh, tĩnh lặng. Trống rỗng bộ não mình để đón nhận trí tuệ bát nhã, trí tuệ bát nhã, trí tuệ Phật tánh. Thân tịnh lặng, thoải mái, thương nhẹ, tâm bình. Thank you.
我与一年间三十左右
rất dũng cảm, các can đảm đường vắng và từ từ hãy quay trở lại, quay trở lại cơ thể. Ý thức quay trở lại, dùng lời cùng với tiềm thức, vô thức, tâm thức, tất cả mọi thức, mọi thể đã trụ vững ở trong cơ thể, trụ vững trong cơ thể, mạnh mẽ, khỏe mạnh, minh mạnh, trí tuệ minh khiết, dồn rồi quay trở lại, quay trở lại cơ thể đầy đủ, đầy đủ sự tỉnh thức, đầy đủ sự giác ngộ. Đúng rồi. Từ từ cử động từng ngón tay, từ từ cử động ngón chân. Đúng rồi. Ý thức đã quay trở lại, quay trở lại, cử động hai cánh tay, cử động đầu cổ. Very good. Một, bạn đã quay trở lại đầy đủ trong cơ thể này. Đúng rồi, cảm nhận tất cả các bộ phận trong cơ thể. Đúng rồi. Hai, bạn cảm nhận chỗ ngồi, cảm nhận căn phòng, cảm nhận cơ thể. Ba, cảm nhận bộ não. Đúng rồi. Và từ từ mở mắt ra. Đúng rồi. Rất tuyệt, rất tuyệt. Welcome back, welcome back. Xoa hai lòng bàn tay, massage từng ngón tay, massage gương mặt, cảm nhận hơi ấm. Đúng rồi. Và hai cánh tay, và hai chân, hai đùi, hai đầu gối, hai bắp chuối. Ok, hai bàn chân. Ok, xả thiền. Ok, very good. Welcome back everyone. I love you. Wow, amazing. Amazing. Tuyệt vời quá. Đúng là hôm nay nâng cấp lên rất nhiều. Đúng là hôm nay rất nhiều
trí tuệ đến, nâng cấp lên rất nhiều. Cảm ơn các ngài, biết ơn các ngài vô cùng. Cảm ơn mọi người đã ở đây. Có một số người vẫn chưa đăng ký nghiêm túc ở trong nhóm, vui lòng đăng ký ngay bây giờ. Bạn đang xuất hiện ở đây là bạn đã có sự đăng ký. Bạn hãy đăng ký ngay bây giờ, không chậm trễ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã có sự hợp tác rất là tốt và mời mọi người phản hồi nha. Phản hồi. Vào Zoom hoặc là vào Messenger nha. Hôm nay mọi người ra sao? Mọi người có định được không? Có tập trung được không? Tập trung được là tốt lắm rồi nha. Giỏi lắm. Good job. Vương Huệ. Biết ơn các ngài. Biết ơn chị. You are welcome. You are welcome. Good job. Giỏi quá. Kim Phượng, dạ biết ơn chị Cam Ly rất nhiều ạ. Thank you, I love you. Vương Huệ, hôm nay chị dẫn bài kệ hay quá chị ạ. Good job, good job. Hy vọng là mọi người định và tập trung lắng nghe được. Giỏi lắm. Cho đến bây giờ luôn. Giỏi lắm. Thái Anh Quân, em biết ơn các ngài, chị Cam Ly về buổi thiền ạ. Em sẽ ghi nhớ lời dẫn thiền và chỉ dẫn của chị, tỉnh thức, sáng suốt và trí tuệ. Hôm nay em tập trung được rất lâu ạ. Good job. Giỏi lắm. Ôi, mẹ rất tuyệt vời luôn. Cảm ơn mẹ. Biết ơn cha vũ trụ mẹ trái đất. Cảm ơn Cam Ly. Wow, rất tuyệt. Rất tuyệt luôn. Đây là một sự tỉnh thức á. Con biết ơn quá. Biết ơn quá, biết ơn mẹ đã ở đây. Và mẹ bắt đầu biết ơn cha vũ trụ và mẹ trái đất rồi. Amazing. Amazing. Chú Đức Lịch, cảm ơn Cam Ly. You are welcome. Vũ trụ cho chúng ta nhiều lắm. Cho chúng ta vô tận. Cho chúng ta vô tận. Việc của chúng ta là chỉ cần đón nhận thôi. Minh Nguyệt, hôm nay em cảm nhận được năng lượng của các ngài. Biết ơn chị Cam Ly lắm. Lần đầu em thấy mình đón nhận được nhiều năng lượng đến vậy. Good job. Giỏi, giỏi Minh Nguyệt. Giỏi lắm. Những ai nghe được từ đầu cho tới cuối, vui lòng comment cho Cam Ly biết nha. Những ai chưa từng comment, vui lòng comment cho Cam Ly biết nha. Mình phải có cái sự chuyển hóa nha. Chứ mình không thể nào cứ ngồi vậy mà không có một chuyển hóa gì là không được. Chúng ta đi với nhau rất là nhanh. Và chúng ta nương nhờ vào nhau để chúng ta đón nhận được năng lượng vũ trụ. Được chưa? Thùy Trang, Inika. Biết ơn sếp, biết ơn các ngài thật nhiều ạ. Hôm nay thật sự em rất xúc động. Sếp khóc, em cũng bùi ngùi theo. Sau đó em cố gắng tập trung và định cùng chị. Biết ơn thật nhiều. Biết ơn quá. Năng lượng của mẹ chỉ cần vô có một chút xíu thôi. Một làm rất là nhỏ thôi. Và mình nhận được là mình có cái sự tỉnh thức.
Rồi sau đó khi mà quay trở về với cái thân này á, là quá là hạnh phúc, quá là hỷ lạc luôn. Chịu không nổi luôn, cái thân này chịu không nổi luôn. Cho nên cái thân này á, phải bật khóc. Khóc mà khóc bù lu bà loa luôn đó. Khóc vì cái sự hạnh phúc, cái sự hỷ lạc. Khóc vì cái, vì mới có được một trí tuệ. Khóc vì một cái sự giác ngộ. Quá đổi giác ngộ. Rất là tuyệt vời. Nguyễn Việt Tuấn, biết ơn Cam Ly và bài giảng rất hay. You are welcome. Good job. I am happy too. Lily, hôm nay thật tuyệt vời, không thể nghĩ bàn, và chắc chắn ai cũng xúc động với cô Cam Ly. Biết ơn cô rất nhiều. Wow, amazing. I love you, Lily. Rất tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời luôn. Mời mọi người comment vào trong Messenger Facebook để lan tỏa cho nhiều người khác nha. Những ai vẫn chưa cảm nhận được gì hết thì vui lòng quay lại nghe lại các bài ở tháng 11. Tháng 11 là tập trung vào là chữa lành cơ thể, chữa lành tâm thức, kết nối. Là tập trung rất là nhiều vào cho cơ thể. Bắt đầu mình đang đi vào nâng cấp hơn, là bắt đầu là mình sẽ đón nhận nhiều trí tuệ, tuệ cao cấp và sẽ bay rất là nhiều đó. Cho nên đó là mọi người phải chăm chỉ, nghiêm túc hơn. Tu tập là cái quan trọng nhất trong cuộc đời rồi, không có cái gì là quan trọng hơn nữa đâu. Không có gì quan trọng hơn nữa đâu. Nhân viên của Cam Ly nói rằng là ô em bệnh phải đi học tiếng Anh. Nói stop, em không cần đi học. Em ngồi đó em tu tập đi các ngài cho em. Cho trí tuệ vô một cái đó. Là sáng lên là 100 cuốn tiếng Anh cũng đọc được. Trí tuệ gì cũng vô hết. Đừng nói tiếng Anh. Tiếng Phạn, tiếng Bhutan, tiếng gì cũng biết luôn. Nó đâu có gì quan trọng nữa đâu. Tu tập là quan trọng nhất. Rồi á, em bệnh làm cái này làm cái kia. Rồi làm cái đó làm gì. Tu là quan trọng nhất. Tu là có hết. Có tiếng Anh. Học kế toán. Học tài chánh. Tu là có luôn. Có trí tuệ đó luôn. Kế toán, tài chánh, kinh doanh. Có luôn. Yên tâm. Chúng ta đang được yêu thương rất nhiều. Hãy ngoan. Hãy đón nhận. Mai Uyên, biết ơn các ngài, biết ơn chị. Hôm nay lúc chị dẫn thiền thật xúc động. Em đã lắng lại giây phút đó. Amazing Mai Uyên, giỏi lắm. Phạm Thị Mỹ Hằng, biết ơn các ngài đã trợ lực cho chúng con và chị Cam Ly rất nhiều. Mỗi ngày nhận được nguồn năng lượng khác nhau, người run bần bật khi chị bật khóc. Wow, giỏi quá. Giỏi quá. Rất là trong suốt. Đón nhận trong suốt, giỏi lắm. Bùi Thị Bích, biết ơn các ngài, biết ơn chị Cam Ly. Cả ngày hôm nay em rất mong ngóng đến giờ thiền. Vào thiền hôm nay em định tốt hơn mọi ngày. Người lắc lư và chuối về phía trước. Em biết ơn rất nhiều. Buổi thiền hôm nay nhiều cảm xúc. Trí tuệ sẽ đến rất nhiều. Trí tuệ đến rất nhiều. Và mình phải định vững cái cơ thể này thì mình mới đón nhận được trí tuệ. Mà định vững không phải là đi tập thể dục đâu. Tập thể dục là tốt, nhưng mà định là phải thiền và định thì mới nhận được. Dạ, Thế Lam rất thích các bài chú và bài kệ nhẹ nhàng, thư thái. Khi nghe những bài này,
tâm trí tịnh hơn, định hơn. Và Thế Lan nhờ sếp Cam Ly add vào group Messenger với ạ. Biết ơn. Biết ơn, ơn trên và sếp Cam Ly ạ. Thế Lan phải đọc lại cái nội dung đi. Là đăng ký ở trong Messenger để mọi người cùng chứng kiến. Chứ không phải là người nhà hay là nhân viên hay cái gì đó là pass qua. Mà là mình phải làm gương. Càng chức cao là phải càng làm gương cho mọi người. Càng là người thân thì càng làm gương cho mọi người. Cảm ơn Thế Lam. Nguyễn Thúy Ngân, em cảm ơn các ngài và chị Cam Ly. Em rất yêu thương, em cảm nhận được sự dưỡng nuôi của trái đất và sự chở che của mặt trời. Thấy một tình yêu thương rất ấm áp, tự do và trọn vẹn ý ạ. Trong lúc chị dẫn đoạn sau, em thấy cơ thể như có kim châm nhẹ từ bàn chân đến bàn tay và toàn thân. Nội dung bài kinh em chưa hiểu hết, nhưng em tập trung hơn nhiều ạ. Giỏi lắm, rất là tuyệt vời. Rất tuyệt. Chưa hiểu không sao nha. Chưa hiểu được cũng không sao. Chỉ cần mình nhận vào thôi, nhận cái trí tuệ đó vào thôi. Là được. Mình đón nhận vào và từ từ nó sẽ nảy mầm. Và nó đâm chồi, nảy hạt. Và một ngày nào đó tự nhiên cái mình sáng ra, cái mình hiểu hết. Ví dụ nói là chúng ta là một. Một là chúng ta. Là sao? Không hiểu. Tôi là bạn, bạn là tôi. Cũng không hiểu. Nhưng mà đến một ngày mình sẽ hiểu. Khi mình có đủ cái trí tuệ, đủ cái sự minh mẫn sáng suốt, tự nhiên cái mình hiểu luôn. Đó, nó như vậy. Thì là để cho những cái hạt chân lý này được gieo vào trong vườn tâm của mình. Đúng rồi. Gieo vào trong vườn tâm. Tâm của mình là một mảnh đất mà các ngài đang muốn gieo vào những cái hạt chân lý thiện lành yêu thương, hạt trí tuệ, gieo vào, mình cứ nhận thôi. Rồi một ngày nào đó cái hạt đó nó nở ra và nó bừng sáng đó, và đó là của mình mà, được gieo vào trong tâm mình, nở ra và trí tuệ đó nó mới thuộc về mình đó. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Hà Expert, dạ em biết ơn nguồn năng lượng của chị Cam Ly rất tuyệt vời. Chỉ cần nghe dẫn thiền của chị, em đã tinh tấn hơn nhiều ạ. Giỏi lắm. Tuyệt vời. Chỉ cần đón nhận thôi. Đón nhận với một cái sự biết ơn. Không phải Cam Ly cần mọi người biết ơn mình đâu. Nha mọi người. Không phải các ngài cần các bạn biết ơn các ngài đâu. Các ngài không có suy nghĩ nhỏ nhen như vậy đâu. Mà là các bạn hãy biết ơn những cái gì mà mình đang có. Trước tiên hãy biết ơn những cái gì mà mình có. Hoặc là hãy rèn luyện biết ơn cha mẹ của mình. Trước. Biết ơn cha mẹ của mình trước. Nếu chưa biết ơn, chưa có một cái lòng biết ơn, chưa có một thái độ biết ơn với cha mẹ, thì bạn chưa có thể có một cái sự thành gì hết. Không thể thành đạt, không thể thành tựu, không có một cái gì là thành hết. Nếu chưa có lòng biết ơn. Rồi hãy nghĩ đến điều đó. Đừng có nghĩ rằng người khác bắt mình biết ơn, tôi bực quá đi, tôi không biết ơn. Thì bạn sẽ không thành một cái gì hết. Bạn hãy luyện cái lòng biết ơn và hãy biết ơn cha mẹ mình.
có hiếu với cha mẹ mình trước tiên. Đó, rồi bạn tiếp nhận cái lòng biết ơn đó. Biết ơn, biết ơn, biết ơn. Rất tuyệt vời. Tú Nguyễn, biết ơn các ngài, biết ơn Chủ tịch Cam Ly rất nhiều. Chị vô cùng thân thiện, biết chắc. Rất là tuyệt vời. Chị Tú, biết ơn chị Cam Ly, mẹ trái đất, cha vũ trụ và các ngài. Rất tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. I love you. Rất là hạnh phúc. Bạch Mai Nguyễn, biết ơn vũ trụ. Cảm ơn chị, em cảm nhận được năng lượng rất nhiều. Wow. Amazing. Amazing. Ánh Trần Đại, wow, hơn 52 người. Cảm ơn Cam Ly. Tập trung rất tốt, mỗi ngày là một bài thiền khác nhau, rất hay, rất hấp dẫn để đi theo. Mình đã tập được hơn 1 tháng rưỡi mỗi ngày. Cảm ơn Cam Ly. Good job. Cảm ơn chị Ánh. À, chị đăng ký giúp Cam Ly ở trong Messenger Facebook nha. Chị chưa đăng ký đó. Cảm ơn chị rất nhiều vì sự hiện diện của chị. I love you. You are amazing. Kim Phương, biết ơn chị Chủ tịch Cam Ly Dương rất nhiều. Hôm nay nghe đoạn mình thật giàu và giúp rất nhiều người giàu mà em xúc động rơi nước mắt. Và quá mong mình làm được điều đó. Thật hạnh phúc và xúc động vô cùng. Biết ơn bố vũ trụ, mẹ trái đất, trời Phật luôn gia trì giúp đỡ chúng con. Biết ơn chị Cam Ly Dương rất rất nhiều ạ. Ừ, đúng vậy đó. Mình, bản thân mình rất rất giàu có. Cha mẹ vũ trụ, mẹ trái đất là muốn mình được giàu có. Và mình sẽ giúp nhiều người giàu có. Cả dòng họ của mình sẽ giàu có lên theo nha. Cả dòng họ sẽ thịnh vượng lên theo. Ừ. Điều đó là điều mà Cam Ly đã làm được. Và mọi người cũng sẽ làm được. Đừng nghi ngờ gì cả. Và hôm nay á, cái bài giảng về cái Kinh Hoa Nghiêm á, rất là hay luôn. Là trong tâm có gì thì bên ngoài nó sẽ có cái đó. Trong tâm nó vọng động như thế nào thì bên ngoài á, nó sẽ biến chuyển và nó thay đổi và nó bất ổn theo. Còn tâm tâm á, mà trơn tâm á, là cái trạng thái khi thiền. Và bình thường á, mình hàng ngày mình rất là trơn tâm á, rất là sáng á, thì á, tất cả mọi cái bên ngoài nó cũng tốt 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 theo rất là nhiều. Chính xác, cho nên mình giàu á, mình sẽ làm được cho rất nhiều người giàu theo á. Và các bạn đi theo Cam Ly thì các bạn cũng sẽ giàu theo rất nhiều nha. Cho dù đó là những bạn rất là trẻ, có những bạn mới mười mấy tuổi ở đây thôi. Amazing. Các bạn sẽ rất là giàu có rất sớm nha. Giàu có tiền tài vật chất á. Rất giàu luôn. Sở hữu rất nhiều tài sản, rất là nhiều tiền trong ngân hàng nha. Các bạn sẽ có, các bạn sẽ thấy điều đó. À, cho đến là các cô chú lớn tuổi và tu tập vào cái tuổi thập cổ lai hy hay gì đi nữa đó thì cũng sẽ trở nên rất 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 giàu có nha. Không cần làm gì hết. Không cần phải bươn chải chạy ra ngoài trời nắng trời mưa gì hết nha. Ngồi yên đó thôi, vũ trụ mang tiền đến cho. Chắc chắn như vậy. Thi Nhân, biết ơn và yêu thương mẹ trái đất vô cùng. Biết ơn bởi sự bao dung của mẹ. Biết ơn các ngài. Biết ơn chị Cam Ly. Em đã rất xúc động khi cảm nhận được năng lượng từ chị. Love you chị. Good job. Amazing. Hồng Hạnh, hôm nay năng lượng nhiều rất tốt. Tạ ơn các ngài, thương mẹ trái đất và cha vũ trụ lắm. Biết ơn Cam Ly luôn truyền tình yêu thương dẫn dắt cho mọi người. Chúng con nguyện tu tập tinh tấn để cùng nhau bảo vệ mẹ trái đất và cha vũ trụ. Chúng con đội ơn các ngài luôn yêu thương và gia hộ cho chúng con. Wow, đúng, chính xác như vậy. Rèn luyện tinh tấn lên và cùng nhau để bảo vệ mẹ trái đất và cha vũ trụ. Cha vũ trụ thì không cần mình bảo vệ đâu. Cha vũ trụ là trút
năng lượng và tiền bạc xuống cho mình rất nhiều để mình bảo vệ mẹ trái đất. Nha. Cha vũ trụ đang trút tiền xuống rất rất nhiều luôn. Các bạn tu tập với Chanh đi một thời gian, các bạn sẽ rất giàu nha, rất rất giàu. Và tu tập đúng là không phải trả tiền gì cho ai cả hết nha. Có những người, có những bạn, bạn biết không, tu tập mà phải trả cho người ta cả hàng tỷ đồng á. Phải trả cho người ta hàng tỷ đồng á. Tất cả những cái đó đó Cầm Ly biết hết. Biết hết. Tu tập đúng là không phải trả. Không phải chi đồng nào hết. Chúng ta chi ra là chúng ta phải có một cái trí tuệ để mà chi ra. Chi cho ai ra sao? Phải có cái sự sáng suốt. Rồi chúng ta cho đi là để luyện cái tâm hào phóng. Cái tâm rộng lượng hào phóng cho đi. Chứ không phải á, là bị ép buộc cho đi. Cho đi với một cái tâm là bị ép buộc hay là bị sợ. Sợ nếu không cho thì người đó sẽ làm gì mình á. Thì cái đó sai rồi. Cái đó là sai rồi. Cái đó không phải là tu tập đúng. Bạn phải quay trở lại với con đường đúng. Ok. Trinh Emika đăng ký. Hường. Biết ơn Cam Ly, biết ơn duyên lành của vũ trụ cho chị Hường được cộng hưởng năng lượng trí tuệ, yêu thương phụng sự, biết ơn, biết ơn, biết ơn. Chị Hường hình như là mới vào thì phải á, chị xem thêm video của tháng 11 để mình trau dồi cái năng lượng và thể chất của mình được cao lên, mình đón nhận được nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị đã ở đây. I love you. Minh Nguyệt, biết ơn chị Cam Ly, buổi thiền rất đặc biệt hôm nay, em cảm nhận được năng lượng từ các ngài. Đây là lần đầu em thấy mình run lên vì hạnh phúc. Giỏi quá. Amazing. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hoàng Thị Phương, tôi đăng ký tham gia. Ok. Những ai đăng ký rồi á thì Cam Ly mời vào group thiền T12 2022. Nhờ bạn của mình add vào trong đó nha. Và những ai chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký rõ ràng nha. Thanh Tâm Mimika, hôm nay em cảm nhận nguồn năng lượng trong phòng thiền mạnh mẽ lắm ạ. Khi thiền em cảm thấy xoa dịu trái tim, cơ thể và tĩnh tâm nhiều hơn. Em cảm nhận khả năng tập trung vào hơi thở của em mỗi ngày tiến bộ một chút. Em biết điều này cần sự kiên trì và nỗ lực. Em sẽ cố gắng mài dũa tu tập mỗi ngày để tâm mình sáng hơn nữa. Biết ơn các ngài đã gia hộ cho chúng con. Biết ơn chị Cam Ly đã luôn yêu thương dành thời gian dẫn thiền cho cộng đồng. Trân trọng yêu thương và biết ơn tấm lòng bồ đề của chị. Wow, giỏi quá. Amazing. Giỏi quá Thanh Tâm. I love you. Quỳnh Emily, biết ơn chị Cam Ly, biết ơn cha vũ trụ Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực thiên tôn. Đại Thiên Tôn, biết ơn mẹ diêu trì kim mẫu vô lượng từ tôn, Đại Từ Tôn, Phật A Di Đà Phật, biết ơn chư thiên hộ pháp, luôn phóng điển quang yêu thương từ bi trí tuệ sự dũng cảm và sự giàu có vĩ đại của các ngài, con luôn tin tưởng yêu thương và trân quý. Amazing. Chị Quỳnh Emily. Nói quá.
Nguyễn Thị Thanh Tâm đăng ký. Ok, good job, Thanh Tâm. Mời vào lớp thiền tháng 12. À, rất là tuyệt vời luôn á. Các bạn nhân viên của Cam Ly á, rất là trẻ mà đã có được những cái sự tỉnh thức, có được những cái sự giác ngộ. Và chắc chắn các bạn sẽ rất là giàu, các bạn cứ yên tâm. Giàu có, thịnh vượng và rất là trí tuệ nha. Các bạn hãy trụ vững, thật là yên tâm nhé. I love you. Bùi Thị Bích biết ơn, vũ trụ biết ơn, các ngài biết ơn chị Cam Ly Dương, biết ơn cuộc đời cho con được như ngày hôm nay và hơn thế nữa. Amazing. I love you. Tuyệt vời. Chúng ta luyện cái lòng biết ơn từ những cái việc nhỏ nhất. Bản thân các ngài không cần mọi người biết ơn các ngài đâu. Bản thân Cam Ly cũng không cần mọi người biết ơn Cam Ly đâu. Nhưng chúng ta luyện cái sự biết ơn thì chúng ta mới có thể biết ơn được cuộc đời. I love you. Huỳnh Hà, dạ em xin ghi nhớ lời nhắc nhở của chị ạ. Lòng biết ơn là chính mình phải biết ơn cha mẹ, biết ơn từ những gì mình đang có. Yêu, em yêu chị. I love you. Amazing. Amazing. Trang Phan, dạ em xin biết ơn em. Luôn muốn theo chị thiền suốt cuộc đời. Oh, amazing. Yeah. Good quá. Giỏi quá. À, mình sẽ thiền tập đúng như vậy đó. Đó là việc quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất của cuộc đời mà. Trini Mika, biết ơn các ngài đã gia hộ cho buổi thiền, biết ơn cha, vũ trụ, biết ơn mẹ trái đất càng tu tập. Em càng thấy thương mẹ trái đất quá chị ạ. Biết ơn sếp Cam Ly rất nhiều, biết ơn sếp đã khai sáng cho em. Vạn pháp duy tâm tạo. Wow, nói được cái câu này là quá giỏi luôn. Love you. Giỏi quá. Amazing. Tú Trinh Emika. Vạn pháp duy tâm tạo. Đúng. Mọi cái việc bên ngoài là do tâm của mình tạo ra hết. Mình sửa tâm thì mọi thứ sẽ đạt được. Ok, love you Thế Lan. Bạch Mai Nguyễn, ngay lúc này em cảm nhận nguồn năng lượng vào cơ thể mình. Wow, giỏi quá. Huỳnh Thị Khánh Hà, dạ em biết ơn chị Cam Ly, biết ơn các ngài, biết ơn cha vũ trụ mẹ trái đất. Hôm nay em đang trong trạng thái thiền nhưng vẫn rơi nước mắt chị ạ. À. Sau khi chị dẫn chúng em đi vào tư thế thiền định, em thấy chính giữa trán nóng ran và sau đó em như ở không trung lơ lửng, lúc đó phê lắm chị ạ. À. Thích quá. Wow, cái cảm giác đó đó, cái feeling đó đó, à, rất rất là đã luôn, rất là sướng luôn đó, rất là định, rất là happy luôn, rất là hạnh phúc luôn á. À, mà ai là người mà nôn nóng, à gì đó, mà háo hức từng ngày muốn được vào thiền chung á, đó là những người mà rất là tinh tấn. Rất là tinh tấn. Có việc gì đó mà nghỉ một ngày là cảm thấy nhớ nên vào thiền chung. Ừ. Thiền chung với nhau, I love you. À, và khi đó đó thì mình sẽ có được rất là nhiều những cái trạng thái rất là tuyệt vời. Không có một cái cảm giác nào ở bên ngoài mà giúp cho mình có được như vậy đâu. Khi mà mình thiền được rồi á, mình mới thấy là wow. Không điều gì có thể đánh đổi được hết. Không điều gì, không bất kỳ một cái trò chơi nào, không bất kỳ một cái sự sung sướng nào mà đánh đổi được cái hạnh phúc này. I love you. Bạch Mai Nguyễn, nhưng khi em ngồi, em hay bị tê chân nên làm mình mất tập trung. Cũng được, không sao. À... ban đầu nó đang bị tắc, nó chưa có thông khí và chưa có thông cái năng lượng, cho nên là tê chân, tê tay. Đó. Thì khi đó đó mình cứ để như vậy thôi. Nếu như mà vẫn ngồi được, còn nếu không thì mình đưa cái ý của mình xuống, mình nói ở trong ý của mình là thông suốt, à. À, giống như là mình đang đẩy cái hơi nó thông suốt vô chân vậy đó. À, thông
thông suốt là dòng hơi đang chảy vô, khí đang chảy vô, năng lượng đang chảy vô chân, đang chảy vô chân. Đó. Thì á mình làm như vậy cái là nó hết tê liền. À, hôm nào bạn cứ thử đi ha. Đương nhiên là phải với cơ thể là đang nhận được năng lượng. Đó. Thì mình phải ổn, mình phải ngồi ổn định. Đó. Là hết. Nguyễn Tuyết Nhung, em tập trung được vào lời dẫn của chị và bài nhạc thần chú. Em biết ơn chị Cam Ly, mẹ trái đất, cha vũ trụ và các ngài lắm ạ. À, giỏi lắm. Mai Uyên, em đã đăng ký nhờ chị ép em vào Messenger nhóm thiền tháng 12 với ạ. Chị nhớ là chị có ép Mai Uyên rồi hay sao á. Các bạn ép giúp Mai Uyên nhé. Đào Tuấn, Đoàn Tuấn Duy, biết ơn các ngài, biết ơn chị Cam Ly. Em đã thiền được lâu hơn và khi muốn quay trở lại thì không mở mắt ra liền được, phải cố gắng mở mắt vài lần thì mới quay trở lại được, nhưng cũng tùy từng ngày ạ. À, giỏi lắm, đây là giỏi lắm. Đây là good job Tuấn Duy. À, Tuấn Duy đã đăng ký rồi đúng không? Giỏi. I love you. Chị An Trần, tu tại gia ở xa nên Zoom cảm thấy như gặp được các bạn và Cam Ly như là trong người gia đình mỗi ngày ở trên Zoom, hay quá. Dù bận rộn nhưng mình cố gắng lên nghe Cam Ly mỗi ngày để bắt đầu một ngày vui vẻ và tâm hồn thảnh tơ thơi, tâm hồn thảnh thơi. Cảm ơn ba mẹ và anh chị em trong gia đình và cơ duyên được biết Mindy và Cam Ly dẫn thiền ha. Sẽ đăng ký sau bữa nay. À, cái gì làm luôn đi chị ơi. Làm ngay và luôn. À, đương nhiên ai cũng bận rộn hết. Không có ai là không rộn. Vì rộn quá cho nên mình mới ngồi. À, mình mới ngồi xuống. Và ngồi xuống mới thấy rằng những cái bận, những cái rộn của mình nó vô nghĩa. Nó không có nghĩa lý gì hết. Chắc chắn. Lúc mà mình ngồi xuống, mình tịnh rồi mình mới thấy được cái điều đó. Tất cả những cái lăng xăng của mình á, nó vô nghĩa hết. Và lúc đó mình mới thấy mình giống như là một đứa con nít. Mình nhìn thấy mình ngày hôm qua đó. Hôm nay nếu mình tỉnh thức rồi á, mình nhìn thấy mình ngày hôm qua là một đứa con nít. Là một người vô minh. Cứ bận, cứ rộn và không được gì hết. Và rất là tuyệt vời. Khi chị cảm ơn Cam Ly mỗi ngày. I love you. Cảm ơn ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Yes, rất là tuyệt vời luôn. I love you. You are amazing. Chị Ánh là một người rất là thành công. Ở tại Chicago, rất là thành công. Trong đầu tư, kinh doanh. I love you. Ngọc Hương, dạ em biết ơn những gì bản thân em đã có và đang có được. Em cảm thấy mình đủ đầy và hạnh phúc. Thì Trang, biết ơn chị Cam Ly. Xin biết ơn cha vũ trụ mẹ trái đất khi đưa chị đến với mọi người và hiểu biết thiền và đi sâu vào thiền định. Xin biết ơn. Good job thì Trang. Good job Ngọc Hương. I love you. Mỹ Hà, nhạc thiền hôm nay hay quá chị ạ. À, ngồi thiền mà muốn đứng dậy múa. Wow. Hay lắm á Hà, đứng dậy múa thì múa luôn á, à, vì năng lượng vô á. À, lúc trước mình nghe một số bài nhạc thần chú Om Mani Padme Hum á, mà nhảy theo luôn, múa theo luôn. À, là năng lượng vô á, mà lúc đó mình tăng động á, là nhảy theo luôn, mà giống y như là đang nghe nhạc vũ trường vậy đó. Thì á, năng lượng nó vô á. Amazing. Lúc chị khóc thì em lại mùi ngùi khóc theo. Nhiều cảm xúc quá. Con biết ơn cha vũ trụ, mẹ diêu trì Phật mẫu. Biết ơn các ngài luôn gia hộ cho gia đình con luôn bình an. Biết ơn chị Cam Ly đã luôn dành thời gian cho chúng em. I love you. Vì Cam Ly nguyện trở thành nhân viên của các ngài á, cho nên á, là các ngài yêu cầu Cam Ly làm gì là Cam Ly làm cái đó. Thì cái dẫn thiền cho mọi người là việc mà Cam Ly cần làm. I love you. Rất là tuyệt vời khi Cam Ly được truyền dẫn năng lượng đến cho mọi người.
Tú Nguyễn, từng lời nói của chị đã thấm vào tim tôi, chị răn dạy mọi điều rất đúng ạ. Biết ơn chị nhiều lắm. I love you. I love you. Chị Anh Trần Đại, anh đã đăng ký trên Facebook rồi nha. Thank you. À, you are welcome. Giỏi lắm. Very good. Cảm ơn chị. Mỹ Hà, đợt dịch COVID năm ngoái em cũng có duyên được đọc bộ kinh Hoa Nghiêm 4 cuốn trong 21 ngày và chỉ được ăn cơm trắng muối mè thôi chị ạ. À, được xả nghiệp nhanh lắm. Gia đình em cũng không ai dính COVID. Biết ơn các ngài nhiều lắm. Wow, tuyệt vời. Bộ kinh Hoa Nghiêm rất rất là tuyệt luôn. Cam Ly cũng mới biết đến thôi. Tuyệt vời. Mọi người ở đây tinh tấn quá. Giỏi quá. Tú Nguyễn, biết ơn các ngài đã cho tôi được biết đến Cam Ly Group và được gặp chị Cam Ly. Chị vô cùng nhân hậu và thân thiện. Biết ơn chị rất nhiều. Good job, amazing, wow, mọi người rất là tuyệt vời, I love you very, very, very much luôn, quá tuyệt vời. Một số tin ở trên Messenger luôn, Cam Ly đọc tiếp luôn nha. Lam, biết ơn chính mình, biết ơn cơ thể, biết ơn gia đình, biết ơn mối quan hệ, biết ơn những điều giá trị trong cuộc sống, biết ơn sự kỳ diệu của tự nhiên. Biết ơn những điều bé nhỏ, biết ơn tiền bạc, sự giàu có, biết ơn những điều tốt đẹp và biết ơn vì bạn. Vì tôi đã ở đây, biết ơn sếp Cam Ly đã tạo ra thiền đường này để mọi người cùng tu tập tinh tấn. Wow, quá tuyệt luôn, quá tuyệt luôn. Cảm ơn mọi người rất 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 nhiều. I love you so 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 much, so so much. Quỳnh Phạm, yes amazing, vũ trụ quá nhiệm màu chị ạ. Love you so so much. And hope you always happiness with everything, chị Cam Ly. Wow, amazing. Bắt đầu giỏi tiếng Anh lên rồi đó. Wow, giỏi quá. Kỳ diệu. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. À, trong nhóm thiền tháng 12, 2022. À, Trần Mạnh, cảm giác năng lượng thanh tịnh và nhẹ nhàng vô cùng chị ạ. À, biết ơn các ngài, biết ơn chị. Good job. Giang, em cảm ơn chị Cam Ly Dương buổi thiền hôm nay. Hôm nay em tập trung được tốt. Em không biết có phải hôm nay năng lượng vào nhiều hơn không, mà em có cảm nhận lực ép vào lồng ngực. Em nghe được từ đầu tới cuối ạ. Giỏi quá. Năng lượng vô đó em. Năng lượng vào đó. Đến tận giờ tim em vẫn đang thổn thức. Amazing. Quá giỏi. Tú, biết ơn các ngài, biết ơn chị Cam Ly nhiều lắm. Ngọc Hương, biết ơn chị Cam Ly, biết ơn cha vũ trụ, biết ơn mẹ trái đất và nhạc thiền hôm nay dễ định được chị ạ. Bài nhạc này Cam Ly đều có đăng rộng rãi, mọi người nghe thêm nha, luyện tập thêm. Hồng Hạnh, hôm nay năng lượng nhiều rất tốt, tạ ơn các ngài, thương mẹ trái đất và cha vũ trụ lắm. Biết ơn Cam Ly luôn truyền tình yêu thương dẫn dắt cho mọi người, chúng con nguyện tu tập tinh tấn để cùng nhau bảo vệ mẹ trái đất, cha vũ trụ. Chúng con đội ơn các ngài luôn yêu thương và gia hộ cho chúng con. Tuyệt vời chị Hồng Hạnh. Tú, nay buổi thiền em tỉnh và thư giãn thoải mái tâm trí, tư duy định nạ. Biết ơn chị Cam Ly Dương. Giỏi lắm bạn Tú. Minh Nguyệt, mỗi ngày em thấy mình vào định nhanh hơn và sâu hơn. Em nghiện các bài chú của chị Cam Ly nên ở nhà là mở nghe mỗi lúc rảnh. Lâu lắm rồi, đây là thời gian em thấy mình kết nối sâu sắc với chính mình. Biết ơn chị Cam Ly lắm. À, giỏi quá, đúng rồi. Hãy kết nối sâu sắc với chính mình nha. Kết nối vào trong cơ thể của mình trước. Amazing. Hồng ơi, biết ơn chị Cam Ly. Hôm nay em cảm được mẹ trái đất và cha vũ trụ, hạnh phúc quá ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay mẹ trái đất, năng lượng của mẹ đến. Monique Châu, hôm nay chị được kết nối và định tuy lúc đầu hơi chao lắc, chị biết rất biết ơn sự dẫn dắt đầy yêu thương và chân thiện mỹ từ em Cam Ly. Cảm ơn cha trời, mẹ đất và bài thiền và bài kệ hay lắm ạ. Love you so much. Hồng Hạnh, biết ơn cha vũ trụ, quyền năng của các ngài, vân vân. Trong biết ơn cha vũ trụ, mẹ trái đất đã nuôi dưỡng chúng con, biết ơn mẹ chị Cam Ly rất nhiều đã dìu dắt mọi người trên con đường tu tập, yêu thương và biết ơn nhiều lắm. You are welcome, giỏi lắm. Tú Nguyễn, biết ơn các ngài đã cho tôi được biết Cam Ly, gặp chị Cam Ly, nhân hậu, biết ơn chị rất nhiều. Amazing mọi người, I love you very very much.
Người mới thì các bạn giúp thêm một chút nữa cho người thân của mình hoặc là bạn bè của mình nha, là nghe lại bài tháng 11 nha, để mới đi vào trong cái dung thiền này, chứ không thì ngồi thiền mà à đây nè, chị An hỏi này, nhóm thiền tháng 12 là giờ nào có khác với cái thiền hôm nay không? Ok, cứ từ 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 bình tĩnh đón nhận chị nha, có gì mới là sẽ báo. Trước tiên là thấy cái cấp độ là sẽ nâng lên về trí tuệ đấy đó. Rồi sẽ có những cái khác nữa, mình cứ đón nhận mỗi ngày thôi. Mình cứ đón nhận mỗi ngày. Cảm ơn chị đã ở đây. I love you. Ok, I love you. Wow, quá trễ rồi. thank you so much. I love you everyone. Amazing. I love you. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tuyệt vời nha. Chúc mọi người một đêm ngủ ngon giấc bình an. Ngày hôm sau thật nhiều hạnh phúc. I love you everyone. Bye bye.